Bộ phim này kể về một nhân vật có thật, một anh hùng định đoạt số phận của thế giới, can thiệp vào chiến tranh thế giới, là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến chế độ phát xít Đức sụp đổ. Cuộc đời của ông nằm trong hồ sơ tuyệt mật của anh 50 năm, và tất cả vinh quang ấy bắt đầu từ trò chơi giải ô chữ của một bộ óc thiên tài Alan Turing. Thổ bé, vì mải mài đi trên ghế nhà trường, mài chân trên bục giảng, Alan trở thành đối tượng bị bắt nạt. Điều đó khiến Alan quyết liệt phản đối bạo lực. Chỉ có một người duy nhất ủng hộ cậu, Christopher, một thằng mọt sách khác, cùng với triết lý cứu rỗi cuộc đời Alan. Nhưng kẻ không ai nghĩ tới lại làm nên điều không ai tưởng tượng nổi. The Imitation Game. Năm 1951, một vụ cướp được báo cáo. Khi cảnh sát đến hiện trường thì chỉ còn lại một đống bừa bộn, nhưng không có gì mất đi cả. Thứ đặc biệt trong nhà chỉ có một chiếc máy với dây dợ lằng nhằng, cùng với đó là một nhà khoa học ốm yếu bệnh tật, chính là Alan Turing. Với nét diễn thiên tài EQ thấp thường thấy của Dr. Lạ, ông yêu cầu cảnh sát ra khỏi nhà mà không cần điều tra gì cả. Thế là nhân viên cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Trước đó, vào năm 1939, khi Thế chiến II bắt đầu, Anh Quốc tuyên bố chiến tranh, toàn bộ trẻ em được sơ tán. Alan Turing lúc ấy còn trẻ khỏe, đi lên tàu với những đứa trẻ, nhưng không phải là anh hèn nhát chạy trốn khỏi chiến sự, mà anh đến Bletchley, nơi mà lịch sử được thiết lập. Còn lý do tại sao thì hãy xem tiếp video. Alan Turing là thiên tài toán học, giảng viên tại Cambridge. Anh được đề cử đến gặp Trung tá Denison để làm công việc giải mã tín hiệu quân Đức cho chính phủ. Nhưng mà Alan thuộc kiểu thiên tài lập dị Eureka, theo chủ nghĩa hòa bình, tự kiêu, và rách biết tiếng Đức. Thế nên là Denison mất ngay thiện cảm và gọi thư ký đến đuổi tên thiên tài này đi. Alan liền thốt lên từ Enigma, chính là chiếc máy đã mã hóa tín hiệu cần được phá giải. Thấy Alan nhận thức rõ ràng về nghiên cứu bí mật của chính phủ, cùng với sự tự tin tuyệt đối của anh, Denison liền thay đổi ý định, quyết định đưa anh vào nhóm giải mã. Đây là cái máy đánh chữ Enigma. Cơ bản thì từ cái máy bé tí này có 159 tỷ tỷ cách thiết lập một mã hóa. Đấy là theo lời của trưởng nhóm Alexander, vô địch cờ vua toàn quốc 2 lần. Cơ mà trong suy nghĩ của Alan thì chỉ là một kẻ vướng chân, và anh muốn làm một mình. Lúc này trong góc có một anh trai lên tiếng phản đối. Anh này là Steward của MI6, bộ phận bí mật trong cơ quan tình báo. Steward không cho Alan thỏa mãn sự tự kiêu, bởi vì anh ta cho rằng làm việc nhóm sẽ tăng năng suất và cứu được nhiều người hơn. Lúc này, trò chơi giải mã chính thức bắt đầu. Luật của nó là phải tìm ra mã giải giữa 159 tỷ tỷ cách trong vòng 20 phút. Công việc đòi hỏi sự hợp tác của các thành viên cực cao, nhưng Alan thì lập dị, một mình trong góc thiết kế nên chiếc máy giải mã, hàng ngày đắm chìm vào trong công việc, mặc kệ mối quan hệ với những người đồng nghiệp càng lúc càng tệ đi. Lại quay về thực tại năm 1951, viên cảnh sát muốn tìm hồ sơ của Alan, nhưng tài liệu này lại thuộc hàng tuyệt mật. Như tôi đã nói ở đầu, chính phủ Anh hoàn toàn che giấu câu chuyện của Alan. Thế là ông này làm giả đơn, trực tiếp yêu cầu hồ sơ cứng. Quay lại với những năm kháng chiến, Alan đã lên được bản thiết kế cho chiếc máy, liền gặp Denniston trình bày. Lý do là Alexander không cấp vốn để hoàn thiện nó. Một là vì tốn tiền, hai là vì tốn quá nhiều tiền. Cái chính là trưởng nhóm Alexander không duyệt kế hoạch này vì ác cảm với cách làm việc cá nhân của Alan. Anh thì cố gắng thuyết phục Denniston bằng tư duy dùng máy móc. Nhưng Denniston là quân nhân, và quân nhân thì phải làm việc có lớp lang quy trình. Thế nên bảo Alan quay về và xin Alex. Alan thấy thế liền xin luôn địa chỉ sếp Denniston. Không thuyết phục được ông thì thuyết phục sếp ông. Sau đó nhờ Steward gửi thư đến London. Thế là kế hoạch được duyệt, Alan lên làm trưởng nhóm và sa thải luôn hai người mà anh nghĩ là vô dụng. Nhưng chính cái tính cách vô kỷ luật của anh như vả vào mặt của Denniston. Còn Steward chỉ châm chọc kiểu người như Alan đi học dễ bị dí đầu vào bồn cầu. Đội ngũ giải mã sau khi thanh lọc thì bị thiếu người. Thế nên Alan lấy một bài điền chữ làm sơ khảo, đăng lên báo cho tất cả mọi người đều có cơ hội. Bất kỳ ai hoàn thành dưới 5 phút thì liên hệ số điện thoại trên báo. Và họ được tiến hành vòng thứ hai, vẫn là một bài thi điền chữ. Lúc này thì có một thí sinh đặc biệt đến muộn, vì đó là một cô gái. Bởi vì khoảng 70 năm trước thì người ta không coi phụ nữ là có não, mà chỉ thích hợp để đi tổ chức thi hoa hậu. Nhưng Alan thì không quan tâm đến những định kiến và bảo cô vào thi, chứ không thì rất mất thời gian. Đề bài là giải ô chữ trong 6 phút, mặc dù tác giả Alan mất 8 phút mới làm xong. Đúng kiểu ra đề phân tích tác phẩm văn học, trong khi tác giả thì hứng lên viết bừa. Thế mà chính nhân tố bị coi thường lại hoàn thành trước cả 6 phút. Xong thì cả phòng thi cũng chỉ có thêm một ông anh trí thức làm được. Cả hai sau đó được kết nạp vào đội giải mã Enigma. Tại sao Alan lại dùng trò chơi giải ô chữ? Tôi không biết, nhưng mà cậu đã thích trò này từ hồi còn đi học. Còn đam mê với mật mã là bắt nguồn từ Christopher. Nhân tiện thì nhìn cách hai ông này chơi với nhau, tôi cảm giác mình như Văn Lâm, hình như bắt được quả bóng này. Năm 1940, một năm sau khi kế hoạch phá giải Enigma bắt đầu, chiếc máy của Alan đang dần được hoàn thành. Nhưng Alan thì chỉ quan tâm đến Jack, cô gái, bởi vì cô này giỏi, còn xinh nữa. Và nếu bạn làm việc trong một môi trường toàn đực thì sẽ hiểu được giá trị của một bông hoa. Nhân tiện thì Jack đang ở đâu? Cơ bản với giá trị quan thời đó thì một người phụ nữ làm với một đống đàn ông sẽ rất kỳ cục. Thêm vào đó việc giải mã là tuyệt mật, thế nên là Alan đến để nói dối giúp cô. Jack tò mò tại sao anh lại bất chấp EQ thấp lòi mà lại đến giúp cô. Thì Alan ngập ngừng nói lại câu của Christopher: những kẻ không ai nghĩ tới lại làm nên điều không ai tưởng tượng nổi. Dòng thời gian quay trở lại hiện thực, anh cảnh sát hói đầu tìm được tài liệu của Alan, nhưng mà nó trống trơn. Thế là thay vì nghĩ rằng chính phủ ra tay ngăn chặn thông tin, anh hói nghĩ Alan là gián điệp và được sếp phê chuẩn cho điều tra. Chính sự nghi ngờ này đã khiến những năm tháng cuối đời của Alan đầy bi kịch. Quay lại với thời chiến, Anh Quốc lâm vào thời kỳ khó khăn, Mỹ gửi tàu viện trợ đều bị Đức bắn hạ. Công việc của đội giải mã thì chưa đâu vào đâu, vì cứ 12 giờ đêm thì mã Enigma lại thay đổi, và chưa có lần nào họ giải ra thành công trước ngày mới.
Alexander bắt đầu mất kiên nhẫn với chiếc máy. Đứng trước Alan kiên quyết với lý tưởng, Alex ném cả cái cốc vào mặt anh và thậm chí sẽ lao vào phá cái máy nếu mọi người không can. Đứng trước nghi hoặc của đồng đội, Alan vẫn không hề lung lay. Thành công thì sẽ tuyên dương đức tính kiên định, nhưng thất bại thì chỉ là kẻ bảo thủ và ngu ngốc. Nửa đêm, anh lấy trộm những bức mật thư, lén mang ra ngoài cho Jack để cùng tìm ra manh mối nhập vào chiếc máy tên Christopher, cùng tên với người bạn thơ ấu của Alan. Thế là nửa đêm mò vào phòng bạn gái để ngồi học toán. Khá lắm đấy Alan. Tham vọng của anh là tạo ra được một cỗ máy thông minh như con người. Ít ra thì tôi thấy chiếc Casio thông minh hơn tôi vì nó biết làm tích phân. Đến sáng, Alan quay lại. Bàn làm việc của anh đã bị quân lính lục tung lên. Denniston nghi ngờ anh là gián điệp của Soviet bởi vì một mật thư gửi đến Soviet đã được phát hiện. Alan vừa nhìn đã nhận ra kiểu mật mã gắn với sách hoặc thơ, trông cứ như thật sự là gián điệp. Denniston thì cũng nghĩ thế, nhưng bằng chứng hoàn toàn không có nên đành thôi. Chỉ có mối quan hệ với ông sếp nhỏ này chính thức nát bấy. Alan chỉ đành biết quay lại với chiếc máy. Người duy nhất trao đổi với anh là Jack, nhưng cô nàng lại kéo anh lại với những thành viên khác vì chỉ một mình Alan không thể nào giải được chiếc máy này. Thế là anh quyết định mua bánh tặng mọi người, kể chuyện cười mà nó lại không buồn cười. Dù sao cũng khiến mọi người hiểu là anh đang cố gắng làm thân. Một năm sau, năm 1941, Alan và Jack cùng nhau ngồi trên bãi cỏ dưới ánh nắng chiều tà và cùng nhau giải toán. Đúng lúc này Alexander đi tới, nghe như một bộ phim tình tay ba. Nhưng mà không, Alex đi ra chỉ để gợi ý cải tiến chiếc máy. Dần dần thì chiếc máy cũng đã hoàn thành và bắt đầu đưa vào chạy thử lần đầu tiên. Cơ mà chạy đến mấy ngày mà cũng chưa có kết quả. Ít nhất có chạy sai còn sửa, chứ còn để chờ đợi thế này hạnh phúc đâu thì chưa thấy. Chứ Denniston thì đã mất sạch kiên nhẫn. Ông dùng vũ lực xông vào nhà kho, cưỡng chế tắt cái máy. Dưới góc nhìn của Denniston, Alan vừa tốn tiền, vừa mất thời gian mà lại không thành công. Phải đuổi anh đi chứ ở lại tốn công. Lần này thì thứ cứu anh lại chính là đồng đội. Tất cả đều nhất trí ủng hộ Alan. Và nếu anh bị đuổi việc thì Denniston phải đuổi tất cả bọn họ. Thế là ông tướng chấp nhận cho cả đám thêm một tháng để sửa máy. Chính hành động này đã khiến cả nhóm thân thiết hơn. Alan cũng muốn Alexander tin anh không phải là gián điệp. Cơ mà Alex thừa biết vì cái mật mã quá dễ so với trí tuệ của Alan. Thời gian quay về với thực tại, tên cảnh sát hói nắm được cơ hội để chứng minh Alan là gián điệp khi mà anh bị bắt gặp trao đổi phong bì với kẻ lạ trong quán rượu. Nhưng mà khi bắt kẻ kia lạ chỉ tìm được một lý do: Alan đi chơi BD. Và chính tên này là kẻ đột nhập vào nhà để tạo vụ trộm đầu phim. Nghe thì chả có vấn đề gì, nhưng mà hồi đó BD cũng là có tội. Tên cảnh sát hói thì không chấp nhận sự tình chỉ đơn giản như thế. Nhưng mà Alan thì cũng vẫn bị bắt. Giới tính của Alan thì anh em coi như đã rõ. Nhưng quay lại với thời chiến, anh lại cầu hôn Jack, bởi vì cô bây giờ đã gần 30 và gia đình thúc giục quay về cưới xin. Thế là để giữ người bạn này lại, Alan quyết định đính hôn với cô. Một bữa tiệc được tổ chức ngay tối hôm đó. Người đồng nghiệp béo tên John này nhìn ra được vấn đề giới tính của Alan và khuyên anh nên giữ bí mật với Jack, với tất cả mọi người. Thế nên là dù có ôm eo Jack khiêu vũ, nhưng tâm trí của Alan chỉ nhớ về Christopher. Vấn đề là chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc này? Câu trả lời sẽ có ở cuối video. Dòng thời gian quay trở lại hiện thực, Alan lúc này đã bị bắt. Tay cảnh sát tò mò về những gì anh nghiên cứu, cụ thể là về việc máy tính có thể suy nghĩ. Nhưng chính những điều anh đã làm trong Thế chiến thứ hai mới là điều tay cảnh sát quan tâm. Có nghĩa là cả câu chuyện thời chiến tranh chính là Alan đang kể lại cho ông cảnh sát. Giờ thì câu chuyện chiến tranh tiếp tục. Chiếc máy Christopher vẫn không thể đưa ra kết quả. Việc xử lý 159 tỷ tỷ khả năng vẫn quá sức với nó. Thế nhưng một chuyến đi chơi đã thay đổi tất cả. Chuyện là Alexander đến tán tỉnh một người bạn của Jack. Cô này làm công việc chặn thông điệp phát ra từ tháp phát thanh tại Đức và đoán được thói quen của người phát thanh nhờ việc có những ký tự lặp lại. Thế là ý tưởng bùng lên trong đầu Alan. Tất cả những thông điệp kháng chiến đều có dòng chữ Hitler muôn năm ở cuối cùng. Điều đó có nghĩa từ đó có thể chắc chắn được những chữ cái cuối cùng của thông điệp mã hóa cho gì. Thế là từ 159 tỷ tỷ khả năng, nay giảm đi bao nhiêu thì không biết, nhưng mà ít đi. Cả bọn lập tức cho chạy thử với thông điệp truyền đi ngày hôm nay. Lần này thì chiếc máy đã xử lý được và đã thực sự giải được thông điệp. Rốt cục thì bao nhiêu sự chịu đựng vất vả đều đã được đền đáp. Bạn tưởng đến đây là hết ư? Không hề, đây là chiến tranh, là thực tế. Mặc dù giải được tất cả mật mã, nắm được toàn bộ thông tin kẻ địch, nhưng họ vẫn không thể giải cứu được một tàu tị nạn sắp bị chìm trong 20 phút nữa. Không phải vì thời gian và lực lượng yếu, mà bởi vì bừa bãi đánh chặn toàn bộ kế hoạch của Đức. Quân địch sẽ phát hiện ra chiếc máy Enigma đã được giải mã và đổi phương thức. Công sức bao nhiêu năm giải mã này đã đổ bể, trong khi bí mật này hoàn toàn xứng đáng hơn vài cái chiến thắng nhỏ lẻ. Anh đồng nghiệp tên Peter cầu xin họ cứu chiếc thuyền tị nạn vì anh trai Peter đang trên con tàu này. Nhưng vì chiến thắng cuối cùng, Alan xót xa từ chối. Hôm sau anh cùng Jack đến London gặp Stewart, yêu cầu ông giấu tất cả mọi người về việc giải mã Enigma, còn Alan cùng nhóm sẽ tính toán dùng bao nhiêu tình báo để Đức không phát hiện ra. Stewart cũng phải đưa ra lý do hợp lý cho các tình báo đó. Và lúc đó, kế hoạch Ultra ra đời, trở thành nguồn tình báo lớn nhất cho anh. Nhưng chuyện thì vẫn chưa dừng lại ở đó. Bạn còn nhớ vụ gián điệp Liên Xô đổ lên đầu Alan chứ? Alan thì phát hiện ra được tên gián điệp thật, đó chính là John. Nhưng mà Alan phải im lặng vì John biết anh là BD. Anh có ý định báo cho Stewart, nhưng lại sợ hãi mà dừng lại. Ít nhất Nga và Anh cùng kẻ thù là Đức. Cơ mà Stewart thì lại chờ Alan ngay tại nhà, trên tay cầm những thông điệp tuyệt mật mà anh mang cho Jack từ khi chưa hoàn thiện máy. Thế là Alan phải khai chuyện John là điệp viên để tránh cho Stewart nghi ngờ.
Nhưng hóa ra ông này đã biết hết tất cả. Việc ngầm cho John hoạt động ở Bletchley là để anh có thêm thông tin cho Liên Xô mà không cần đàm phán lằng nhằng. Thế nên bây giờ Alan phải phụ trách cả việc tuồn thông tin cho John, báo cho Liên Xô. Cảm thấy cuộc sống của mình bị cuốn vào chiến tranh và chính trị, Alan khuyên Jack hãy rời khỏi đây, nhưng mà không muốn cô biết thêm điều gì, đành phải nói ra bí mật về giới tính. Cơ mà Jack thì không quá bất ngờ, và cô vẫn muốn sống cùng Alan vì cả hai quan tâm và hiểu nhau. Alan liền chuyển qua bộ mặt vô cảm, lạnh lùng nói chỉ lợi dụng cô để giải được mật mã. Thế là ăn một cái tát. Còn Jack thì vẫn đếch chịu đi, cuộc chiến kéo dài thêm 2 năm. Nhóm của Alan hàng ngày quyết định xem ai được sống, chiến dịch nào thất bại hay thành công, và quân đồng minh chiếm được thắng lợi. Cả nhóm giải mã được trả về cuộc sống tự do, nhưng phải đốt đi toàn bộ nghiên cứu và coi như chưa có gì từng xảy ra. Toàn bộ câu chuyện của Alan khiến cho tay cảnh sát im lặng, mà đến chính anh cũng bị giằng xé tự hỏi bản thân là ai, anh hùng chiến tranh hay là một chiếc máy móc vô tình định đoạt sự sống của cả triệu người. Có lẽ cuộc sống của Alan đã có thể tốt hơn thế nếu như ngày tựu trường năm xưa Alan tỏ tình với cậu bé Christopher, nhưng không thấy cậu bạn quay lại trường. Rồi một ngày hiệu trưởng gọi cậu lên thông báo rằng Christopher đã tèo do bị lao, và điều đó cũng đã giết chết cảm xúc trong trái tim của cậu bé. Đó cũng là lý do mà Alan sau này dựng lại chiếc máy Christopher trong nhà, sống cô đơn bên chiếc máy, mang trên mình tội danh suy đồi đạo đức. Vào một ngày đẹp trời, Jack đến thăm anh. Alan giờ nhìn nhếch nhác, đôi bàn tay run rẩy, di chứng của thiến hóa học, hình phạt anh đánh đổi thay cho đi tù. Vì Alan thực sự không muốn xa rời chiếc máy, thứ duy nhất làm bạn với anh đã thực sự quá cô đơn. Nhưng nhờ Jack mà anh đã cảm nhận được những điều đã làm là đúng, gỡ đi được những tội lỗi mà anh đã dằn vặt từng ngày. Alan đã tự sát vào ngày 7 tháng 6 năm 45, 41 tuổi. Năm 2013, xá tội cho ông và vinh danh những thành tựu đã đạt được. Câu chuyện của ông đã được giữ kín suốt 50 năm. Phát minh của ông ước tính là đã thu ngắn 2 năm chiến tranh, cứu 14 triệu người, truyền cảm hứng cho máy vi tính và công nghệ AI hiện đại. Và đó là cuộc đời của Alan Turing. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.